Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đã có hơn 70 vận động viên tham dự giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2019. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức giải điền kinh vô địch các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2019. Tham dự giải có trên 70 vận động viên đến từ 5 đơn vị: huyện Kim Động, Tiên Lữ, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên. Các vận động viên thi đấu theo hai nhóm tuổi, tranh tài ở các nội dung chạy tiếp sức, chạy cự ly, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ. Kết thúc giải, ban tổ chức trao 22 bộ huy chương cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Đặc biệt, với thành tích 9 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, thị xã Mỹ Hào đã giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì thuộc về huyện Tiên Lữ và giải ba là thành phố Hưng Yên. Với mục đích tạo sân chơi, tạo điều kiện cho các đội bóng đá phong trào trong huyện có cơ hội giao lưu thể thao, vừa qua, huyện Phù Cừ đã tổ chức giải bóng đá các câu lạc bộ năm 2019. Đây là giải đấu được tổ chức theo mô hình xã hội hóa. Chi phí tổ chức giải sẽ do các đội bóng và các nhà tài trợ ủng hộ. Tham gia giải có 12 đội bóng đến từ các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị trong huyện. Với 3 bảng đấu, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 8 đội có thành tích cao vào vòng trong thi đấu loại trực tiếp. Thông qua giải sẽ góp phần khích lệ phong trào tập luyện bóng đá trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Giải bóng đá các câu lạc bộ huyện Phù Cừ diễn ra trong vòng 1 tháng, các trận đấu sẽ được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần. Em Dương Thị Hạnh ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đang là học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân vừa vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2019 tại tỉnh Nam Định. Em Hạnh giành huy chương vàng ở nội dung chạy 800m nữ. Là thành viên trong câu lạc bộ điền kinh trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân, ngay từ khi học lớp 10, Hạnh đã bộc lộ năng khiếu thể thao và có thể chất phù hợp với môn điền kinh. Em chọn tập luyện những cự ly chạy trung bình. Nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự chỉ bảo của thầy giáo Trần Hồng Công, em Hạnh đã đạt được nhiều thành tích cao tiêu biểu như huy chương vàng giải Việt dã báo Hưng Yên năm 2017, huy chương bạc giải điền kinh tỉnh Hưng Yên năm học 2018-2019. Yoga là môn thể thao đang được đông đảo chị em phụ nữ hiện đại lựa chọn luyện tập cho sức khỏe dẻo dai và tinh thần thư thái. Khoảng 2 năm trở lại đây, rất đông chị em phụ nữ ở thị trấn Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào lựa chọn luyện tập yoga. Một ngày có 4 khung giờ, sáng, trưa, chiều, tối, thu hút khoảng gần 100 người đến tập. Yoga là bộ môn rất tốt cho sức khỏe và tinh thần. Tập yoga có tác dụng cải thiện vóc dáng cơ thể. Tuy nhiên, bộ môn này khuyến cáo không nên tự tập mà cần có sự hướng dẫn của giáo viên. Tập yoga đang là xu hướng thể dục của phụ nữ hiện đại. Điều này cho thấy đời sống văn hóa thể thao của chị em phụ nữ ngày càng được nâng cao. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, phong trào thể dục thể thao quần chúng ở tỉnh ta cũng đã có những bước tiến đáng kể. Nhiều bộ môn đã thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập thường xuyên. Đặc biệt, bộ môn phù hợp với nhiều lứa tuổi và được đông người dân luyện tập hàng ngày nhất phải kể đến là môn đi bộ thể thao. Đã trở thành thói quen, cứ vào buổi sáng sớm và chiều muộn, hai vợ chồng ông Nguyễn Đức Diệp và bà Phạm Thị Cảnh ở xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào vẫn duy trì luyện tập bộ môn đi bộ thể thao. Thói quen này đã được ông bà duy trì suốt 20 năm nay. Có lẽ vì vậy mà bây giờ khi đã 80 tuổi, nhưng sức khỏe của ông bà vẫn rất dẻo dai. Tôi đi như thế cảm thấy thoải mái lắm. Rồi bà con hay là trong xóm ngoài làng là cũng cứ học tập chúng tôi. Bây giờ là cứ đi bộ đấy. Tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, cũng vào buổi sáng sớm và chiều muộn, hàng trăm người dân ở nhiều lứa tuổi khác nhau cũng ra đây đi bộ để nâng cao sức khỏe. Ngày xưa thì tuổi còn ít thì bận công việc gia đình, bận công tác, tôi không đi. Cứ từ khi cao tuổi đến giờ thì sáng nào tôi cũng đi, chiều nào cũng phải đi. Trước khi chưa không đi thì thấy người nó đau đớn, cứ mà bây giờ đi nó quen rồi, hôm nào cũng đi nhớ lắm mà thấy người nó khó chịu, đi thấy người nó khoan khoái khỏe mạnh. Theo tôi đi bộ thường xuyên là thấy mọi thứ là ăn tốt, ngủ tốt, tiêu hóa tốt, thấy sức khỏe tuổi già thấy nó khoan khoái, thấy nó khỏe mạnh hơn. Tôi làm văn phòng ở trong công an tỉnh. Do thường ngày thì phải ngồi nhiều, không có thời gian vận động thì buổi chiều tham gia thể dục để rèn luyện sức khỏe và đáp ứng nhu cầu công việc. Phong trào đi bộ thể thao ngày càng được đông đảo quần chúng nhân dân luyện tập. Tại tất cả 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, việc tập luyện bộ môn này thường xuyên giúp người dân nâng cao sức khỏe. Với những lợi ích đó, Ngày Sức Khỏe Thế Giới năm 2019, Bộ Y tế đã phát động tại tất cả các tỉnh thành phong trào
đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày để phòng chống bệnh tật, thay đổi cuộc sống và vì một Việt Nam khỏe mạnh. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Sôi nổi phong trào đi bộ nâng cao sức khỏe của người dân đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.